1. Lá số tử vi của chính hành tinh như là biểu hiện của sự sống của hành tinh Thượng Đế. Điều này liên quan đến việc khảo cứu về lá số tử vi của chân linh hành tinh, cũng như của sự sống làm linh hoạt với mối liên hệ và tương tác kết hợp của chúng. Thí dụ đối với hành tinh Thượng Đế của địa cầu, chân linh của địa cầu, The Spirit of the Earth cũng giống như phàm ngã, tức là form nature so với linh hồn của con người. Cả hai lá số tử vi đều chồng lên vào kiểu mẫu hành tinh, planetary pattern, lúc đó hiện ra. 2. Lá số tử vi của gia đình nhân loại, của giới thứ tư trong thiên nhiên, xem nó như là một thực thể. Thực ra đây là việc nghiên cứu hai lá số tử vi, như trong trường hợp nói trên, lá số tử vi của giới linh hồn, của các con thiêng liêng của Thượng Đế trên cõi trí. Và việc nghiên cứu về thực thể vốn là sự sống cố kết của khía cạnh hình hài của giới thứ tư trong thiên nhiên. Điều này lại được làm bằng cách đặt chồng lên hai biểu đồ. Hai biểu đồ này được vẽ theo một tỷ lệ lớn và trên một chất liệu trong suốt mà nhân loại không biết gì cả. Trên các biểu đồ này có ghi chú mô hình sẽ xuất hiện khi linh hồn và phàm ngã được nhập lại cùng nhau và đưa đến các tình huống, các phát triển có thể có và các mối liên hệ, và rồi mục tiêu tương lai trước mắt xuất hiện rõ ràng. 3. Lá số tử vi của các đệ tử. Các đức thầy không nghiên cứu các biểu đồ của người kém phát triển thông thường. Không ích lợi gì khi làm như thế. Điều này lại có liên quan tới việc nghiên cứu hai lá số tử vi của đệ tử dưới sự kiểm tra một của linh hồn và lá số kia của phàm ngã. Tiến trình chồng lên lại được dùng đến. Trong một lá số tử vi, việc tái định hướng mới mẻ và sự sống nội tâm được tổ chức lại còn phôi thai sẽ được ghi nhận và nghiên cứu. Còn ở mặt khác, cuộc sống hướng ngoại và sự tuân thủ hoặc không tuân thủ của nó. Với các điều kiện bên trong sẽ là sự tùy thuộc vào sự chú ý. Như vậy kiểu mẫu sự sống sẽ hiện rõ, các năng lực sẽ được chỉ rõ, các vấn đề trên khó khăn sẽ biến mất và giai đoạn kế tiếp trước mắt sẽ lộ ra rõ ràng. Như thế điều lại trở nên rõ rệt là đến một mức độ nào đó, nguyên tắc về nhị nguyên tính đi vào mọi sự việc. Đó là thuyết nhị nguyên chuyển đổi, tùy theo nơi mà tầm quan trọng có thể được đặt vào, nhưng thuyết nhị nguyên này lại hiện hữu cho đến cuộc điểm đạo cuối cùng hiện hữu trong các giai đoạn sau của diễn trình tiến hóa. Trong việc hiệu chỉnh của các liên hệ hình hài, nhưng không hiện hữu trong tâm thức của đệ tử có trình độ tiến hóa. Đó là điểm chính yếu cần hiểu rõ. Ở đây, một điểm thứ ba phải được đưa ra, theo sau hai điểm được nhấn mạnh ở trước. Một phần lớn của việc nghiên cứu của chúng ta sẽ là lưu tâm đến mối liên hệ của 6 chòm sao trong nửa phần trên của vòng hoàng đạo, Zodiacal Wheel, so với 6 chòm sao nằm ở nửa phần dưới. Chúng ta sẽ xem xét năng lượng vốn là một con người, chú ý cách diễn đạt này, khi năng lượng đó đi theo chiều kim đồng hồ, clockwise, từ Aries, Dương Cưu, đến Taurus, Kim Ngưu, và kế đó đảo ngược lại tiến trình đi từ Aries đến Pisces, Song Như. Chúng ta sẽ xem xét các lưỡng nguyên tính được một trong các chòm sao cung cấp và sự trái ngược của nó. Do đó, chúng ta sẽ khảo sát các tính chất lớn được cung cấp bởi một chòm sao và đối cung, opposite side, của nó. Chúng ta sẽ đề cập tới các điểm này theo cách sau đây. 1. Theo quan điểm của sự bắt đầu trong cung Aries cho đến con người qua nhiều chỗ ngoặt, turning của bánh xe sự sống đạt đến điểm đảo ngược và tái định hướng. Con người tiến bộ từ điểm mà, trong bác giải, in cancer, y hợp thành một phần của khối mà với tâm thức của khối đó, còn phôi thai và không tập trung. Và với việc không có nhận thức nào về mục tiêu, ngoại trừ sự thỏa mãn của ham muốn theo bản năng, cho đến trong Scorpio, hổ cáp, bọ cạp, y trở thành đệ tử chiến thắng, tìm được chính mình trong leo, hải sư. Kế đến sự khủng hoảng về tái định hướng vốn có thể chiếm một thời gian dài và tạo thành một thời gian tạm nghỉ của nhiều kiếp sống đấu tranh. 2. Theo quan điểm của người trên con đường dự bị, đang tìm kiếm ánh sáng, đang phấn đấu qua các cung, như cổ luận diễn tả khi cứu xét điểm này, y chuyển từ phải sang trái, và kế đó lại từ trái sang phải, y xoay quanh một cách chóng mặt trên một trục ham muốn. Y không biết nơi nào cần đi hoặc những gì cần làm. Bầu trời trở thành ảm đạm. Ở điểm này, cung Gemini, song nam, bắt đầu đóng vai trò mạnh mẽ của nó trong đời sống của các đệ tử, với cung nhân mã dần dần xuyên thủng quả tim bằng các mũi tên của nó, và kế đó dựa vào sức bay của mũi tên, con người đạt đến cung Capricorn, nam dương trên Market. Kế đến bước ngoặt từ bỏ, Crisis of Renunciation. 3. Theo quan điểm của đệ tử hữu thệ và điểm đạo đồ, tức là kẻ lại chạy qua con đường của Thái Dương và thấy rằng những gì mà chính y đã khám phá ở nơi cung Hải Siêu, Leo, tìm thấy tột đỉnh của nó nơi cung Bảo Bình, Aquarius. Tâm thức riêng rẻ của cá nhân trở thành tập thể thức trong cung Bảo Bình, và y bắt đầu hiểu được ý nghĩa của sự kết hợp căn bản đó của các cung, đó là tam giác trong tâm thức của nhân loại, Cancer, Leo, Aquarius. Ý thức đại chúng, ý thức cá nhân, tập thể thức.
tâm thức bản năng, tâm thức sáng suốt, tâm thức do trực giác. Kế đó, theo quan điểm của sự thành đạt trong Capricorn, trong nhiều kiếp sống con người hoạt động chung quanh con đường hoàng đạo, đi xuống vào tận bể của tâm thức quần chúng để trở thành cái mà các cổ thư gọi là con cua, the crab, dọn sạch đại dương vật chất đang trôi chung quanh linh hồn con người và sau cùng trở thành một kẻ cứu thế đang hoạt động trong cung song ngư. Ngài đi vào thế giới con người để cứu nhân loại và để thúc đẩy thiên cơ. Lúc bấy giờ Ngài là cá đang bơi tự do trong đại dương vật chất. Trong mỗi cung của hoàng đới, điểm đạo đồ luôn luôn biểu lộ sự khéo léo của thành quả tâm linh của kinh nghiệm sống trước kia, thực nghiệm trên thế giới và thành tựu của linh hồn. Sự ích kỷ bao giờ cũng được chuyển thành phụng sự linh hoạt sống động, còn dục vọng phải chứng tỏ sự chuyển hóa của nó bằng sự tinh khiết của đạo tâm tinh thần để huyền đồng với thiên ý. Có một hoặc hai điểm phải được bàn đến để giúp bạn nghiên cứu với các ý tưởng chắc chắn được đưa ra một cách rõ ràng trong trí bạn. Tôi có ám chỉ đến chúng ở một vài trong số các sách trước đây của tôi, nhưng sẽ là hữu ích khi đề cập chúng trở lại và nới rộng ý tưởng thêm một ít. Tôi đề nghị bạn nên ghi nhớ khi bạn đọc lại và nghiên cứu. Tôi thường nhắc đến sự kiện là toàn bộ khoa chiêm tinh học được đưa vào một tình trạng không tồn tại. Nó không có căn bản trong sự kiện vật chất và tuy vậy mãi mãi dựa trên sự thật. Như bạn biết rõ, hoàng đạo là con đường tưởng tượng của mặt trời trong bầu trời. Do đó phần lớn là một ảo tưởng, illusion, theo quan điểm ngoại môn. Nhưng đồng thời các chòm sao lại tồn tại và các luồng năng lượng vẫn qua lại, trộn lẫn và gài vào nhau khắp thể không gian, body of space, chẳng chút ảo tưởng nào nhưng rõ ràng là biểu hiện các liên hệ vĩnh cửu. Chính việc dùng sai các năng lượng khác nhau mới tạo ra ảo tưởng. Con đường của ảo giác này tất nhiên là một thực tại đối với nhân loại ngày nay cũng nhiều như là các ảo tưởng thuộc phàm ngã của bất cứ cá nhân nào. Các ảo tưởng này là do bởi sự an trụ, polarization của cá nhân vào cõi cảm dục. Cũng là lý thú mà ghi nhận rằng trong mối liên hệ này do tuế sai của phân điểm, precession of the equinox, thời điểm ngày và đêm bằng nhau. Một năm xảy ra hai lần, người dịch, một loại thần lực thứ tư được tập trung vào hành tinh và con người, nhưng là lực ít được nhận biết và được đưa vào đúng vị trí trong lá số tử vi. Tháng và cung tức là vị trí của mặt trời trong bầu trời, không thực sự trùng hợp nhau. Chẳng hạn khi chúng ta nói mặt trời ở cung dương cư, điều đó nhắc tới một chân lý huyền bí nhưng không hẳn là một sự kiện thông thường. Mặt trời ở cung dương cư vào lúc bắt đầu đại chu kỳ này, nhưng mặt trời không ở đúng cùng vị trí ngày nay khi nó nằm trong cung đó. Cũng nên nhớ rằng vì cần phải biết thời điểm sinh ra và nơi chốn lúc ra đời khi lấy lá số tử vi của cá nhân. Thế nên, để có một hiểu biết hoàn toàn chính xác và diễn dịch chính xác liên quan đến chòm sao, các hành tinh và địa cầu chúng ta, cần có được một thời điểm cố định từ đó để tính toán. Cho đến nay, thời điểm cố định đó chưa ai biết tới trong chiêm tinh học ngoại môn, dù cho thánh đoàn có được thông tin cần thiết và thông tin đó sẽ được làm cho hữu ích khi đến đúng thời điểm. Chính sự hiểu biết về thông tin bên trong này mới tạo thành nền tảng của các trình bày mà tôi đã đưa ra hoặc sẽ đưa ra, nó dường như có tính chất thay đổi triệt để đối với nhà nghiên cứu chính thống. Phải có một sửa chữa thường xuyên đối với các kết luận trước kia của nhân loại và về điều này, thí dụ nổi bật là câu nói trong Thánh Kinh, Bì Bồ, cho rằng ngày sáng tạo đầu tiên là 4004 trước TC. Khoa học hiện đại đã nhận ra đây là một sai lầm, nhưng nhiều người vẫn còn tin như vậy. Trước kia tôi có đưa ra một ám chỉ mà cách tính toán rõ ràng theo chiêm tinh học có thể dựa theo đó khi tôi nêu ra thời điểm của cuộc đại tiếp cận, Great Approach, của Thánh đoàn đối với biểu lộ hành tinh chúng ta khi sự biệt ngã hóa, Individualization, xảy ra và giới thứ tư trong thiên nhiên xuất hiện. Tôi đặt tin tưởng rằng biến cố tuyệt diệu đó đã xảy ra cách đây 21.688.345 năm, vào thời đó mặt trời ở vào cung Hải Sư, Leo. Và lúc đó diễn tiến đã khởi đầu trên cõi trần và việc tạo ra các biến cố vật chất bên ngoài mất khoảng 5.0005 để hoàn thiện vào mặt trời ở. Vào cung sông Nam, Gemini, khi bước ngoặt cuối cùng của việc biệt ngã hóa xảy ra và lúc bấy giờ cánh cửa được khép lại đối với giới động vật. Người ta cho rằng cung nhân mã, Sagittarius, cai quản sự tiến hóa của con người, thì mặt trời ở vào cung đó khi thánh đoàn bắt đầu cuộc tiếp cận để kích hoạt các hình thức sự sống trên hành tinh chúng ta. Tuy nhiên, Sagittarius chi phối giai đoạn tiếp cận bên trong. Mặt trời ở vào cung Leo khi việc biệt ngã hóa ở cõi trần xảy ra như là kết quả của việc kích hoạt được áp dụng. Mặt trời ở vào cung Gemini khi sự tiếp cận này được hoàn thành bằng việc thành lập thánh đoàn trên địa cầu. Đây là một trong các bí ẩn vĩ đại mà các nghi thức tam điểm là tượng trưng, vì biểu tượng của cung Gemini là cội nguồn của quan niệm về hai cột trụ, rất quen thuộc với nhân vật của tam điểm. Do đó, có thể nói rằng, nói về mặt biểu tượng 1, Leo thống ngự mức độ EA2, Gemini thống ngự mức độ FC3, Sagittarius cai quản mức độ của Mermet lên đến giai đoạn nâng cao của Đức Thầy,
và Capricorn cai quản phần cuối của nghi thức và huyện giờ A luôn luôn có sự lầm lẫn đối với kẻ bắt đầu, tức là người chưa có trực giác phát triển và luyện tập để dung hòa các bất đồng bề ngoài và các mâu thuẫn ngoài mặt xuất hiện trong giáo lý của minh triết muôn thuộc. Nỗi khó khăn này cũng sẽ được gặp trong khoa chiêm tinh học và một tham khảo nào đó đối với vấn đề cũng có giá trị ở điểm này. Tôi xin nhắc các bạn về chân lý huyền môn. Chân lý đó cho rằng sự diễn dịch và hiểu biết đúng đắn được dựa trên giai đoạn phát triển của cá nhân. Trong giáo lý bí nhiệm, HPB có nhận xét rằng đối với một số người, nguyên khí cao nhất mà họ có thể nhận biết một cách sáng suốt nhờ nó có thể là một nguyên khí thấp đối với người khác. Các tinh tòa và các hành tinh đang chi phối những người này có thể và chắc chắn có một tác dụng trên ảnh hưởng lên đa số và những người khác thuộc nhóm người bình thường, và còn một ảnh hưởng thứ ba lên trên đệ tử hoặc điểm đạo đồ. Vì các năng lượng và thần lực khác nhau luôn lưu qua khắp thể dĩ thái của Thái Dương hệ chúng ta, việc tiếp nhận và tác dụng của chúng sẽ tùy vào trạng thái của các trung tâm hành tinh và tùy vào trình độ khai mở của các trung tâm lực trong con người cá biệt. Đó là lý do giải thích tại sao các sơ đồ và các bảng biểu khác nhau có thể dị biệt rất lớn và các hành tinh khác nhau có thể dường như đang cai quản các tinh tòa. Dường như không có một quy luật cố định nào và người nghiên cứu trở nên bối rối. Chiêm tinh học chính thống đưa ra một loạt các thước đo hành tinh và chúng đều chính xác đối với đa số nhân loại. Nhưng bậc đệ tử, tức là người đang sinh hoạt với các bí huyệt người dịch trên cách mô, đáp ứng với một sự phối hợp khác, và chính là với những người này mà tôi sẽ đặc biệt bàn đến. Đó là lý do tại sao ba biểu đồ được đưa ra ở đây không xuất hiện cùng một lúc. Chúng được phác thảo để diễn đạt tình trạng liên quan tới ba nhóm. 1. Đa số người thích nghi với các kết luận chính thống và các kết luận chiêm tinh học đã được nhận biết. 2. Các đệ tử và các cá nhân tiến bộ thích nghi với các kết luận của chiêm tinh học nội môn. 3. Các huyền giai sáng tạo đang cống hiến tình trạng tạm thời trong chu kỳ thế giới này. Các bạn xem hình để biết thêm chi tiết hoặc có thể xem biểu đồ ở trong sách. A trên các hành tinh không thánh thiện được in nghiêng. B trên tất cả các cung đều được đại diện trừ cung 1. Điều này đáng chú ý vì đa số con người hoạt động trong vòng các lá số tử vi của họ và trạng thái ý chí thì tiềm tàng nhưng không hiển lộ. Ghi chú, liên quan với các đệ tử và các cung hoàng đới, Gemini và Libra là hai tinh tòa mà qua các chủ thể cai quản của chúng biểu lộ năng lượng cung 5 và năng lượng cung 7. Vì một lý do huyền bí, chúng vẫn không liên quan với bất cứ cung nào khác trong số các cung. Theo biểu hiện các cung, liên hệ giữa các tinh tòa khác qua các hành tinh là như sau. 1. Taurus và Aquarius qua Vulcan và Pluto có liên quan tới cung 1. Chuyển hóa của dục vọng thành hy sinh và của ý chí cá nhân thành ý chí thiêng liêng. Đấng cứu thế, Warsavior 2. Leo và Aquarius qua Thái Dương và Jupiter có liên quan tới cung 2. Phát triển của tâm thức cá nhân thành tâm thức thế gian. Như vậy con người trở thành người phụng sự thế gian. Người phụng sự thế gian, Warsaver 3. Sagittarius và Capricorn qua địa cầu và Saturn có liên quan tới cung 3. Đệ tử nhất tâm trở thành đệ tử điểm đạo. Đệ tử điểm đạo, Initiate 4. Aries và Virgo qua Mercury và Mặt Trăng có liên quan tới cung 4. Làm hài hòa vũ trụ và cá nhân qua xung khắc, tạo ra hợp nhất và mỹ lệ. Các đau đớn khi sinh của lần sinh thứ 2. Crash vũ trụ và cá nhân. 5. Cancer và Scorpio qua Neptune và Mars có liên quan tới cung 6. Biến đổi tâm thức quần chúng thành tâm thức bao quát của đệ tử. Đệ tử chiến thắng, trai ẩm đinh Dickipo. Tôi muốn kêu gọi chú ý tới sự kiện là trong bảng 4, mối liên hệ ở giữa các hành tinh mới có tính chi phối, còn trong bảng 5 tầm quan trọng được đặt vào cung đang chi phối.
Ghi chú, Aries và Capricorn, Nam Dương, liên kết với năng lượng cung 7 và cung 5 đứng một mình. Các tinh tòa và các cung khác được liên kết trong mỗi trường hợp. A trên cung 1, Taurus và Pisces qua Vulcan và Pluto. B trên cung 2, Leo và Virgo qua Thái Dương và Jupiter. C trên cung 3, Gemini và Libra qua địa cầu và Saturn. D trên cung 4, Scorpio và Aquarius, Bảo Bình qua Mercury, Thủy Tinh và Nguyệt Cầu, Moon. E trên cung 6, Cancer, Bắc Giải và Sagittarius, Nhân Mã qua Neptune, Hải Vương Tinh và Mars, Hỏa Tinh. Xét về tất cả các bảng nêu trên và bắt đầu với sự kiện căn bản của đại hão huyền Great Illusion, cần nên nhớ rằng độ chính xác của các tiên đoán chiêm tinh học và việc diễn giải sẽ được dựa trên 3 yếu tố. 1. Sức mạnh của các hình tư tưởng đã tạo được liên hệ với 12 cung. Thoạt đầu, các hình tư tưởng này được kiến tạo hay được giữ chặt vào cõi trí bởi thánh đoàn vào thời Atlantis và chúng đã có được sức mạnh vững chắc kể từ khi đó. Chúng được dùng làm các điểm tập trung đối với một số lực và giúp cho cá nhân tiếp xúc với các kho chứa năng lượng vĩ đại mà vào lúc đó đang chi phối cá nhân đó một cách rõ rệt. 2. Trực giác của nhà chiêm tinh học. Việc chấm lá số tử vi giúp đạt chiêm tinh ra giao tiếp với cá nhân, nhưng điều này chỉ giúp chút ít cho mỗi bên trừ khi trực giác và độ nhạy cảm của chiêm tinh ra hiện hữu một cách tích cực. 3. Năng lực của chiêm tinh ra trong bất cứ giai đoạn đặc biệt nào khi đáp ứng với các thay đổi đang xảy ra luôn luôn, chẳng hạn sự chuyển dịch và thay đổi dần dần xảy ra do tuế sai của phân điểm hay là sự chuyển dịch của cực hành tinh. Khi con người tiến hóa, cần đưa thêm vào sự thay đổi này cơ chế đáp ứng hay là các vận thể của tâm thức cũng từ từ được cải thiện. Do đó, các phản ứng của chiêm tinh ra đối với ảnh hưởng hành tinh và đối với năng lượng của các chòm sao khác nhau thay đổi với độ vững chãi như nhau và việc xem xét phải được đặt vào điểm này. Do đó, điều thiết yếu là chiêm tinh ra hiện đại bắt đầu nghiên cứu trình độ tiến hóa của đối tượng trước khi lập trên giải đoán, cutting, lá số tử vi của đối tượng này. Y cũng phải xác định vị trí gần đúng của người này trên con đường tiến hóa. Về việc này, việc nghiên cứu các cung là cần thiết nhất nhờ việc thẩm tra về tính chất, các đặc điểm và các mục đích sự sống. Sau rốt, các chiêm tinh ra sẽ có thể lấy lá số tử vi của linh hồn, vì linh hồn nhạy bén với các phối hợp khác nhau của các lực để cho các lực này kiểm soát sự sống phàm ngã, đệ tử và điểm đạo đồ đáp ứng một cách riêng biệt. Với các ảnh hưởng đi vào và sự đáp ứng của các vị này khác với sự đáp ứng của người kém phát triển hay là người duy ngã, self-centered person, cần phải nhận ra điều này. Những ai sống dưới cách mô, Liebelote diagram có thể hiểu là nơi những người này chỉ có các bí huyệt dưới cách mô hoạt động người dịch và những ai phản ứng lại với năng lượng đang đi đến qua trung gian, medium của các trung tâm lực thấp. Sẽ có một loại biểu đồ rất khác với biểu đồ của đệ tử và điểm đạo đồ. Lúc đó sẽ cần một cách diễn giải khác. Tôi có đề cập đến điều này trước đây và xin nhắc các bạn một số điểm mà tôi đã làm. 1. Các đệ tử trên con đường đệ tử chịu ảnh hưởng mạnh của Mercury và Saturn, một hành tinh đem lại giác ngộ, còn hành tinh kia mang lại cơ hội. 2. Ở các cuộc điểm đạo khác nhau, ảnh hưởng của các hành tinh tác động vào thí sinh một cách hoàn toàn khác với cuộc điểm đạo trước. Các năng lượng từ các chòm sao tuôn đổ qua các trung tâm lực hành tinh theo chu kỳ. A trên ở cuộc điểm đạo đầu, đệ tử phải đấu tranh với các lực kết tinh và hủy diệt của Vulcan và Pluto. Ảnh hưởng của Vulcan đạt đến chính các độ sâu của bản thể của đệ tử, trong khi Pluto kéo lôi lên trên mặt và hủy diệt tất cả những gì đang cản trở trong các vùng thấp này. B trên ở cuộc điểm đạo thứ hai, ứng viên đến dưới ảnh hưởng của ba hành tinh Neptune, Venus và Jupiter. Ba trung tâm lực đan điền, cổ họng và tim đều có liên hệ một cách linh hoạt. C trên ở cuộc điểm đạo thứ ba, Nguyệt Cầu đang che khuất một hành tinh ẩn giấu và Mars mang lại một phân tranh kinh khiếp, nhưng vào lúc kết thúc, con người được tháo lỏng khỏi sự kiềm chế của phàm ngã. D trên ở cuộc điểm đạo thứ tư, Mercury và Saturn lại mang tới các thay đổi lớn và sự thiên khải duy nhất, nhưng ảnh hưởng của chúng rất khác với kinh nghiệm trước kia. E trên ở cuộc điểm đạo thứ năm và là cuộc điểm đạo cuối cùng, Uranus và Jupiter xuất hiện và tạo ra một cấu tạo có lợi của toàn thể các năng lượng được tìm thấy trong thiết bị của điểm đạo đồ. Khi sự tái tổ chức này được hoàn tất, lúc đó điểm đạo đồ có thể thoát khỏi vòng luân hồi, Win, và lúc đó có thể sống thực sự. Vào lúc này, năng lượng của mặt trời đang che lấp một hành tinh thánh thiện, từ trước đến giờ không ai biết, đang sẵn sàng và chắc chắn đi đến con người xuyên qua Thái Dương Thiên Thần.